Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Tay bạn dơ, bạn chạm bất cứ việc gì cũng có thể vấy bẩn theo, trừ khi bạn rửa tay sạch sẽ. Tâm của bạn loạn hay tâm của bạn bất thiện cũng tương tự như vậy. Nghĩ đến việc gì cũng rối tung, làm gì nghĩ gì cũng xấu xa. Đừng nghĩ đến ngày lành tháng tốt. Làm gì có việc chọn ngày lành tháng tốt đi làm việc bất thiện, hoàn toàn là mê tín. Bạn muốn tăng may mắn, chọn ngày lành hướng tốt cho bạn thêm một chút may mắn, giảm đi một chút không may. Khá nhiều vị nhắn tin hỏi thăm, xem ngày lành tháng tốt cho cưới hỏi, nhập trạch xây nhà, bắt đầu một công việc mới, khai trương sinh con và cả cúng kiến chiếc xe mới mua. Mỗi năm Khải Toàn biên soạn bộ lịch bàn, hướng dẫn xem ngày lành hướng tốt. Kèm theo những thiền ý, bộ lịch có cả các bài cúng đơn giản, giúp cho những vị đủ duyên có được tâm ý an tĩnh qua các trang lịch. Những hướng dẫn cho bộ lịch dành cho tất cả người bình thường không am hiểu gì về phong thủy vẫn có thể chọn được ngày lành tháng tốt hợp với bản thân. Các bạn có thể xem thêm trong kênh hướng dẫn chọn ngày lành theo bộ lịch phong thủy trong kênh của Khải Toàn. Như thế nào là ngày lành tháng tốt? Có cần phải xem ngày lành tháng tốt để tiến hành một công việc gì hay không? Không xem ngày lành tháng tốt cho những việc hệ trọng, ví dụ như mua xe xây nhà thì có gây họa gì hay không? Khải Toàn xin phép vấn đáp về việc này. Chọn ngày lành tháng tốt dưới góc nhìn của Phật Pháp hay dưới góc nhìn của phong thủy, dù dưới cái nhìn nào, nếu chư vị có được tâm thái an tĩnh, chóng vắng đi sự phiền não thì đích thị đó chính là ngày lành tháng tốt của chư vị. Vạn pháp giai không, nhân quả bất không, nhân quả không ngừng luân chuyển. Nhân biến thành quả, quả lại hóa thành nhân, không có nhân làm sao có quả. Trồng nhiều thu nhiều, trồng ít thu ít là điều không cãi bàn. Để gia tăng tài lộc, gia đạo thuận hòa, các vị có thể chỉnh thể phong thủy nhà ở hay là phong thủy shop. Phong thủy môi trường giúp gia tăng cơ hội về tài lộc. Việc xem mệnh cải vận giúp gia tăng may mắn, giảm đi vận xấu. Tuy nhiên, có tăng có giảm, không thể chuyển từ đen thành trắng, vì phong thủy đơn giản không thay đổi được luật nhân quả. Những thầy phong thủy giỏi, những thầy phong thủy chân thiện hay là những bậc thiện tri thức, họ cho bạn phương pháp. Phật Bồ Tát cho bạn tâm lực vững tin về con đường tỉnh thức, phương tiện hữu dụng nhất để tích phước bồi đức, đó chính là bố thí giúp người, chính là tu tâm dưỡng tánh. Khi tâm an tịnh, bạn kết hợp chọn ngày lành tháng tốt và hiểu rằng việc chọn ngày lành tháng tốt là một phương tiện phụ trợ, nó sẽ gia tăng vận may đáng kể. Ngược lại, tâm bạn bất thiện, tâm nhiều phiền não thì ngày lành tháng tốt không còn nhiều ý nghĩa nữa, vì bạn nhìn đâu cũng thấy hoài nghi. Bạn bất an, bạn hoài nghi với chính bản thân của mình thì ngày nào cũng là ngày hung. Thông thường Khải Toàn không khuyến nghị gia chủ việc gì cũng phải xem ngày lành tháng tốt, trừ khi những việc mang tính hệ trọng và có thể chủ động chọn được ngày. Tốt nhất các bạn nên tìm hiểu và chọn ngày. Việc gì ta làm ta hiểu luôn thấu đáo, nhưng không nên cuồng tính. Việc chọn được một ngày lành hợp mệnh, hợp với chính bản thân mình cũng như thêm một gia vị. Có người lại bảo rằng, tôi sống lương thiện, không hại ai, việc gì phải chọn ngày lành, việc gì phải cần nhờ đến phong thủy. Điều này quả không sai, tuy nhiên chỉ hợp về lý, chưa hợp về tình. Giả dụ bạn sửa soạn đi ăn tiệc ở một nơi sang trọng, bạn không thể nào bảo rằng, tôi đẹp sẵn rồi, tôi không cần trang điểm, không cần đồ đẹp. Thật không hợp lý, dù bạn có trang điểm, có một bộ trang phục thật đẹp đi chăng nữa, bạn vẫn phải thêm một túi xách hợp với trang phục, một vài món trang sức, một ít nước hoa để cảm thấy mình thật hoàn hảo.
Như các bạn thấy, tại sao các vị Bồ Tát khắc họa lên một hình tượng thật là đẹp bằng áo gấm áo hoa, khuyên tai vòng tay thật đẹp? Bởi các ngài tùy thuận chúng sanh, bởi các ngài biết con người thích đẹp, con người thích hoàn mỹ. Ở thời nay, khi ta ăn uống, khi ta đi đâu đó ăn uống ăn phải ngon, trang trí phải đẹp, khung cảnh quán ăn phải lung linh, món ăn phải màu sắc rực rỡ, trang trí cầu kỳ. Với người cầu thị về cái đẹp để chụp ảnh check-in thì thiếu đi một yếu tố nào đó, họ sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng. Vì vậy, việc chọn được ngày lành cũng như thêm một món trang sức, thêm một gia vị, tô thêm cho bạn trở nên hoàn hảo. Tuy nhiên, với một số người có tín ngưỡng, việc chọn ngày lành này không đơn thuần chỉ là chọn đại cho có. Nó còn mang đến cho họ, mang đến cho người, những người có tín ngưỡng một sức mạnh tinh thần. Đa phần người có tín ngưỡng, người tin vào có thờ, có thiên, có kiên, có lành, chưa biết ngày đó ngày lành dữ ra sao. Khi ai đó có chuyên môn chọn giùm bạn, bạn cảm thấy an lòng, gia tăng đáng kể cho mình niềm tin đó là ngày tốt lành. Đó chính là tín tâm. Khi bạn tin ai đó, họ nói gì cũng là chân lý. Khi bạn yêu thích một thương hiệu nào đó, họ ra mẫu nào bạn cũng thấy nó thật đáng yêu. Cũng như việc chọn ngày lành tháng tốt hay tin tưởng vào một điều gì đó, trong bạn toát lên một năng lượng tích cực thúc đẩy cho bạn làm việc ấy với tinh thần rất phấn chấn. Đó hẳn là một điều tuyệt vời. Các bạn có thể xem lại video Tâm thành việc ứng. Người có năng lượng tốt lành, người tự tin vào chính bản thân mình, tự khắc sẽ tìm đến những nguồn năng lượng cùng tần số. Các bậc thiện tri thức cũng vậy, họ luôn sáng suốt cho việc chọn đối tượng đàm luận. Khải Toàn xin bàn luận một chút về phong thủy nhà. Chưa rõ tọa độ nhà bạn bao nhiêu, bố cục mảnh đất này có vuông vắn hay không, chưa biết mệnh của bạn ra sao. Nếu nhà cửa của bạn được sạch sẽ, không khí trong lành, ánh sáng đủ, không có mùi ẩm thấp từ đồ vật cũ, không bị ngột ngạt vì thiếu không khí hay thiếu ánh sáng, đó là bước đầu tiên bạn có 2-3 phần được phong thủy tốt. Bước quan trọng tiếp theo chính là tâm thái cảm thông, sự hòa thuận, những tiếng cười sẽ sản sinh ra những khí trường thiện lành cho chính ngôi nhà này, cho mảnh đất. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhất để có được phong thủy tốt, dù không cần mời thầy phong thủy. Vì vậy mới có câu hòa khí sinh tài lộc. Xét theo góc độ phong thủy, mọi nơi chốn đồ vật đều có khí trường tốt xấu khác nhau. Thứ ta thấy được, nghe được, ngửi được là phong thủy hình thể, hay còn gọi là phái loan đầu. Trái đất chuyển động, một năm có bốn mùa, thời gian có ngày và đêm, đều cho ra kết quả khác nhau. Tính toán được ngày lành tốt xấu như thế nào được gọi là phong thủy lý khí. Giả dụ có những ngày bạn cảm thấy rất phấn chấn, có những ngày cảm thấy chẳng muốn làm gì cả, có những nơi rất thích đến và có những nơi cảm thấy không hề thoải mái, thậm chí cùng một nơi không thoải mái khi khác thời điểm. Tất cả những điều này được lý giải bởi từ trường nơi ấy hợp hay kỵ với bạn, những khoảng thời gian hợp hay xung khắc với chính bạn tạo nên cảm giác khác nhau. Cũng chính vì điều ấy, người sinh vào mùa đông thường thích sự ấm áp, thích nhà ở có nhiều đồ gỗ hoặc nhiều cây cối, không thích nhà có nhiều kim loại hay là gương. Ngược lại, người sinh mùa xuân hè đa phần thích sự mát mẻ, thích nhà ở hiện đại. Mỗi người đều có từ trường khác nhau, từ sinh thần bát tự cho ra thấy thọ mạng và tài phú của mỗi người, cho thấy ngũ hành hợp xung khắc của mỗi người cũng khác nhau. Từ đó để chọn ngày lành tháng tốt phù hợp cho những việc hệ trọng. Nói đơn giản, khi thời tiết quá nóng thì ta cần bật điều hòa hay bật quạt, lạnh quá thì cần áo ấm. Giả dụ bạn sinh giữa năm vào các tháng Tỵ Ngọ Mùi, vào các tháng 5-6-7 dương lịch, bát tự của bạn khá nóng, bạn cần sự mát mẻ, cần nước, yêu thích màu trắng xám hoặc là đen xanh dương.
các ngày hợp với bạn là Hợi, Tý, Sửu thường là thuận lợi hơn. Vì vậy, việc chủ động chọn ngày lành cho bạn thêm cơ hội may mắn. Bạn thích hay không, tin hay không là do tâm ý của bạn. Dù bạn hoàn toàn tin tưởng vào việc này, hoàn toàn tin tưởng vào nhân quả, tin vào ngày lành tháng tốt, cũng không nên ép duyên người khác phải tin theo bạn. Bạn cho người khác điều tốt, bản thân của họ phải có chút phước mới có thể đón nhận. Suy cho cùng, phong thủy nói chung hay ngày lành tháng tốt nói riêng cũng chỉ là một phương tiện. Phương là phương pháp, ta dùng phương pháp nào tiện lợi cho ta là tốt nhất. Khải Toàn dành chút lòng thành, hướng dẫn tận tình cho ngày lành tháng tốt hợp với mệnh khuyết. Bạn chỉ cần dành chút kiên nhẫn để xem video, có thể thực hiện dễ dàng theo. Thế thì sao ta lại không thử ứng dụng, trừ khi bạn không muốn tăng thêm may mắn. Niềm tin về ngày lành tháng tốt cũng giống như nam giới có rất nhiều chiếc đồng hồ hay phụ nữ có rất nhiều túi xách. Trong số ấy luôn nổi bật một món đồ, họ luôn tin rằng mang món đồ này sẽ gia tăng may mắn. Đúng như vậy các bạn ạ. Đó chính là ý niệm bạn truyền vào món đồ ấy. Tính tâm và ý niệm mạnh mẽ tự tâm có thể gia tăng đáng kể vận may của chính bạn. Vấn đề là mỗi ngày bạn tiếp xúc với ai, bạn tiếp cận thông tin tiêu cực hay tích cực, gặp gỡ những bậc thiện tri thức hay không. Vấn đề là bạn có đủ niềm tin và tinh tấn tu tâm dưỡng tánh hay không. Và quan trọng nhất, bạn có buông xả được vấn đề lớn nhất là tham sân si trong tâm trí của mình hay không để trở thành người hướng thiện. Rất dễ dàng lên YouTube nghe pháp thoại, nghe lời thiện lành là pháp học. Việc còn lại, bạn phải là người đủ cơ duyên và đủ phước để khai ngộ hay không. Tính tâm là phương thuốc kỳ diệu nhất. Bạn tin vào thứ thuốc mình uống, niềm tin hết bệnh của bạn rất lớn. Đó là do tâm ý của bạn có niềm tin. Trong đó, việc khấn nguyện mỗi ngày giúp cho người thân tiêu trừ bệnh tật. Khi bạn mang thức ăn thức uống cho họ, mang thức ăn thức uống cho người thân, bạn có thể khấn nguyện vào, bạn hồi hướng cho họ. Ví dụ, rót một ly nước, chú tâm chú nguyện vào ly nước, cầu trời Phật con khấn nguyện từ lòng thành mong con của con ăn thức ăn này, uống thức uống này, uống vào ăn vào mau khỏi bệnh, tâm tánh sẽ không cáu gắt và tinh thần an lạc. Đó chính là cách bạn dùng chính lòng thành của mình, chính tâm thành của mình để khấn nguyện vào vật chất, truyền năng lượng an lành của mình vào vật chất. Giả dụ khi bạn bị bệnh cảm, có người thân đến bên cạnh nắm tay và dặn dò, nhớ uống thuốc đầy đủ, nghỉ ngơi cho mau khỏe nghe. Điều này giúp tinh thần của bạn khởi sắc ngay sau đó. Vì vậy, những năng lượng vô hình này có sức mạnh rất lớn. Để làm được điều ấy, để có được sức mạnh tâm thức để hồi hướng cho người khác, chính bản thân của bạn cần tu tập. Cần tu tập chỉnh sửa tâm ý của chính bản thân mình. Tin rằng mình sống chân thiện, có tâm lực vững mạnh để vượt qua được những nghịch cảnh của cuộc sống và độ cho những người xung quanh. Bạn tu tâm dưỡng tánh, tin vào nhân nào quả ấy, thông cảm với những người xung quanh, bạn có lòng Bồ Tát với tất cả mọi người khác. Lúc này tâm của bạn sẽ an tịnh, tâm an tịnh tức thân liền an tịnh. Nếu có xem thêm ngày lành tháng tốt cho việc hệ trọng nào đó thì quả thật là một việc hoàn mỹ. Cũng giống như việc Bồ Tát vốn đã oai nghi vẫn cần thêm trang phục đẹp và trang sức đẹp. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.